Rồi, chào bà con nha, bữa nay thiểu bà con dàn lớp tôi tôm dành cho nấm cơ xăng nè con, nguyên bộ vậy nè, thì theo máy cút xéo cút thẳng mà chạy ba cánh nha, theo nguyên bộ nó vậy đây. Một con mua máy nào tính máy đó, dàn taxi để có dàn inox, dàn sắt đầy đủ. Con mua cái nào tính máy đó, nguyên bộ nó vậy rồi con. Con về là chạy thôi. Rồi bà con nào có nhu cầu luôn nha, 0886356707. Đây, nguyên bộ nó đây. Hai chất liệu, một sắt quỹ nóc. Đi nóc là con xài lắc léo hay gọi là cụ lặn hay là bố đó. Hay gọi là bộ đạn á, là đi nóc. Còn bố, còn sắt là xài bố này nè con. Bố này nó bờ, nó còn chặt cây chặt đồ, nó không sợ gãy ngang. Đó. Máy cút thẳng là máy cút nằm ở đây, cút xéo là cút nằm ở đây, gọi là cút xéo này, cút thẳng nè. Cút thẳng là chạy dịch hai cánh. Đơn giản cút thẳng là chạy 3.006 vòng trên phút. Cút xéo là chạy 1.800. Tùy theo máy mà con mua. Tầm mẫu thôi. Con mua máy nào tính máy đó. Nguyên bộ nó vậy đó bà con. Đây nguyên bộ dàn lắp tôm này vậy đây. Rồi bà con nào có nhu cầu luôn nha, 0886356707. Dàn láp, dàn taxi, đuôi tôm dành cho máy xăng. Máy dầu cũng vậy luôn nha con. Máy dầu thì lớn hơn. Rồi bà con làm cái nhu cầu luôn nha, 0886356707. Rất đẹp bà con ơi. Rồi bà con có nhu cầu luôn nha, 0886356707. Dàn taxi còn có dạ bên em giờ có là ngắn nhất là 2m nè, 2m rưỡi nè, 3m, 2m2. Bà con thích nào chọn đó. Bánh để cút thẳng là xài hai cánh, nên là con bơm nước hay là chuyện nhông mới xài ba cánh. Còn bên em chỉ bán thẳng thôi, thẳng là xài hai cánh. Đây nguyên bộ đây, máy dầu tất cả luôn nha, có mẫu rồi con đặt thôi đó, nguyên mẫu nó vậy đó, nó là dịch hai cánh nha con, nóc sắt vững nè. Đó, nguyên bộ nó vậy đó con. Dàn lắp đuôi tôm dành cho máy dầu. Rồi bà con nào có nhu cầu luôn nha, 0886356707. Cờ luôn nha, 0886356707. Nhà lắp đưa tôm dành cho máy dầu. Máy dầu, máy xăng. Quan rộng kích cỡ rất nhỏ nè con, mẫu giống mịt mẫu vậy luôn. Đây sắt cái nóc đầy đủ rồi con. Đây nguyên bộ ở đây, con cái xa hồ mà xài đây, nguyên bộ đầy đủ đây, sắt đi nóc đầy đủ, bà con thích con nào xài đó. Rồi con nào có nhu cầu luôn nha, 0886356707.
Alo. Nói gì anh? Có chứ. Có được anh, bình thường. Rồi, chào con nha. Nói thử con mấy cái cùi lẳng lắc léo nè, dành để chạy thiền ghe nè, hay bơm nước nè, dành cho động cơ xăng từ 3,5 đến 18 ngựa có đầy đủ nha. Cốt 13,5 từ 16 ly đến 14 ly, còn đầu vô là từ 19 20 đến 24 ha, 28 ly nha bà con. Tất cả động cơ đều có hết nha, động cơ xăng thì từ 3,5 đến 18 ngựa. Đây lắc léo đây, dùng gọi lắc léo dùng cái cùi lẳng. Động cơ điện, motor điện, đi mua điện thì motor điện thì khoảng từ 1,5 đến 4 kg nha. Đây là cái điện là từ 24 đến 28 đó. Đây chân vịt, đây chân vịt hay quạt vịt để dành cho bơm nước chạy xuồng ghe nè con, mẫu rất đẹp nè, nóc rất đẹp nè, nhôm rất đẹp nè, chân vịt nữa nha. Hai cánh ba cánh tùy theo tôi chậm tôi nhanh nha bà con. Đây lắc léo, đây gọi là cù lẳng đó, dành tất cả động cơ. Con nào có nhu cầu alo nha, 0886356707 quá đã luôn nè. Lắc léo nhỏ nhất là cốt đúc cốt máy cốt động cơ là nhỏ nhất là 19, nhỏ nhất 19 nha. Còn cái ga chiến dịch là 14 đến 16, ga chiến dịch là thường là 14 đến 16 tùy theo bà con đặt. Bà con nào có nhu cầu alo nha, 0886356707. Đã rồi. Đẹp cực kỳ không? Nhôm nha, nhôm nó nhẹ máy, ít thương máy bà con ơi. Bà con mà chạy nhịp nhôm là ít thương máy lắm. Nếu mà dụ như nhịp nhôm mà con chạy nó mau gãy nhưng ít thương máy. Nhịp nhôm mà con chạy máy trên khoảng 10 năm nhịp chạy nhôm. Còn nhịp bằng inox hay nhịp sữa bà con chạy chừng 5 2 năm là xuống máy ghê lắm con. Nhịp nhôm này con chạy tăng tuổi thọ động cơ lên nè, máy móc nó nhẹ, ít ảnh hưởng tới độ máy. Máy bền hay không bền do chạy ghe do con chuyển dịch nè. Hỏi tại sao người này xài bền chứ sản bền. Người xưa sản dịch dỏm để bền hơn, tại vì dỏm nó nhẹ nè. Xưa nay giờ sản dịch này không à con. Xưa nay sản dịch này để tăng tuổi thọ máy, ít thương máy, nó dễ gãy ít thương máy. Ít nó làm giảm tuổi thọ động cơ. Tất cả đều có quá đã luôn. Hai cánh ba cánh đều gọi là quạt dịch hay gọi là chân dịch đó. Đây là dành cho động cơ lớn là từ 18 ngựa đến 10 đến 9 ngựa nè, là cốt là 25 ly nè. 25 ra 16 nha bà con. Đây là cù lẳng. Quấn dây luôn bà con. Dạ. Quá đẹp. Cái chút chắc bỏ đó này. Cái dây hết luôn. Chào con nghe, đây giới thiệu con số dàn lắp nuôi tôm nè. Làm cho máy dầu, máy xăng, motor điện đầy đủ rồi con. Đây là sắt mã kẽm nên nó trắng. Nếu xài nó ngọt là không xét rồi con, mãi mãi không xét luôn. Tại nó có mã kẽm. Rất dày nha. Dành cho máy dầu, máy xăng, motor điện. Có dàn lắp nuôi tôm. Tha hồ lựa. Quá đã luôn.
đây gấp nguyên bộ hoàn chỉnh là dĩ rồi bà con. Đây nguyên bộ hoàn chỉnh là nó đây. Đây nó nguyên bộ hoàn chỉnh nè. Máy xăng máy dầu nguyên bộ nó đây. Tùy theo chất liệu inox hay sắt thôi. Cái hoàn chỉnh nguyên bộ là vậy nè. À, bà con nào có nhu cầu luôn nè, 0886356707. Bên em có 1,5 m nha, 2 m nha, 2,5 m và 3 m nha. Bà con thấy phù hợp nào mua. Rồi bà con nào có nhu cầu luôn nha, 0886356707. Con nào có nhu cầu luôn nè, 0886356707, vàng lát tươi tôm tất cả đều có nha. Còn... thì bà con nó dàn lắp đuôi tôm hay chục lắp dành để chạy ghe chạy thuyền nè. Đây nó nguyên bộ nó đây, đầy đủ rồi con. Sắt thì nóc khác nhau nha. Sắt thì chất liệu thôi nhưng mẫu mã giống hệt nhau. Sắt thì xài bằng bố này rất bền bà con ơi. Còn đi nóc thì xài cù lẳng, mà con xài cù lẳng cũng được, đặt thôi, là làm theo. Còn nguyên bộ nó là xài bố, và đối với dàn lắp sắt là xài bố. Đây, nguyên bộ rất nhọn rẻ, rất gọn nhẹ bà con ơi. Quan trọng là phải gọn nhẹ bền đó. Ống thép rất là dày nha, ống bằng thép mã kẽm nha. Dài. Ống dài trung bình là 2 m, còn bà con cũng dài thêm thì đặt. Ai nguyên bộ nó ốc chích đồ sẵn mà con về đặt máy thôi. Nó có hai loại, một loại từ 7,5 ngựa trở lại, với loại từ 7,5 tới 5,5 ngựa, với một loại lắp từ 9 ngựa đến 18 ngựa là riêng lắp của con. Ai nguyên bộ đây. Chiến dịch của tôm đây. Này là chiến dịch của nó. Tùy theo mấy tôi chậm thì chiến dịch 3 cánh, tôi nhanh dịch 2 cánh. Thường thường ở đây đầu nó có đóng bật cây. Đóng bật cây. Mà cây ở trong bà con á, thường là đóng bật. Đối với bà con là chiến dịch này là phải chảy từ chiều này qua chiều này nha bà con. Đây chiều này qua chiều này, đó chiến dịch là phải chảy chiều này nè. Cái này nó đập nước nè, chảy từ đây qua đây, đó. Bà con siết cứng lại là chảy chiều này nè nha. Đó nó chảy chiều này nè, để nó đạp này nè, cái này là cánh đạp của nó nè, đạp nước là chảy chiều này nha. Đó gắn chiều này nha bà con, không được gắn chiều này nha, gắn cái này gắn ngược nè, gắn vậy là gắn ngược nè, gắn vậy là gắn ngược nè, đó. Bà con hãy gỡ ra gắn vậy nè, đó. Đó, cái gì là cái xuôi nè, phải đạp vậy nè mới đúng nè bà con. Đó. Nó là nguyên bộ. Nguyên bộ dành cho con chạy thuyền, chạy ghe, đu tôm này nè. Nguyên bộ dành để chạy ghe đó bà con. Nó là nguyên bộ đó.
đối với tua chậm hay cút xé là chạy ba cánh, rồi cút thẳng chạy hai cánh như vậy. Cái nóc sắt thì nó cũng mẫu một, hai nguyên bộ rất đẹp nha. Sắt sáu với nóc thì nó theo mẫu một, khác chất liệu thôi. Đối với con này dùng nước ngọt thì xài cái này được thì nó rẻ, rồi nước mặn thì xài bằng nóc, nóc thì mất gấp đôi cái bằng sắt. Nước ngọt thì xài không biết nào hư. Đây, trung bình nó dài 2 mét, con bà con đặt nhiêu đặt nha. Đó là nguyên bộ của nó, dàn lắp tiêu tôm, máy xăng, máy dầu, động cơ điện đều có hết rồi con. Có máy dầu thì bự hơn, motor điện thì nó nhỏ hơn hoặc bự hơn tùy theo kích cỡ motor. Sắt thì nóc thì cũng thứ mẫu thôi, giống giá cả nó khác nhau thôi. Đây là nguyên bộ dàn lắp tiêu tôm. Bố này rất là bền nha bà con, xài thời gian rất là bền, lỡ xe ăn này nó hư bà con lấy cái đôi dép lào hay là gọi là ba cái vỏ xe hay là ba cái